Tập 31. Làm gì mà trông như người mất hồn vậy? Vừa gặp ma sao? Em thấy anh trông có giống ma không? Giống lắm. Bây giờ anh trông cực kỳ giống một con ma xui xẻo. Anh giống ma, chắc em sẽ vui sướng lắm đây. Em đâu phải loại người như vậy chứ. Nhưng mà em rất muốn biết là cô gái nào đã dày dò khiến anh đau đớn như vậy. Em phải học hỏi kinh nghiệm của cô ấy mới được. Yên tâm đi, anh bạn trai Hoa Kiều của em và anh không cùng tiêu chuẩn như nhau. Anh ta thuộc kiểu người bình thường. Cho dù em học hỏi để áp dụng cho anh ta cũng không có tác dụng gì. Từ bỏ ý định đó đi. Thì sao lòng đố kỵ của một người đàn ông còn đáng sợ hơn cả phụ nữ? Anh cũng biết ghen sao? Anh là đàn ông nên anh hiểu được đàn ông đang nghĩ những gì. Hôm nay anh ta chịu chuộng em với những lời đường mật ông bướm, nhưng hôm sau lại không cần em nữa. Cứ giống như từ trước tới giờ chưa từng quen biết nhau vậy. Đàn ông rất là chóng quên, và cũng là loài động vật máu lạnh nhất. Anh chắc không phải là người đàn ông như vậy chứ? Đúng vậy. Người xấu thì đứa nào cũng giống đứa nào. Cho nên anh nói cho em biết, đừng bao giờ tin tưởng đàn ông, tuyệt đối không nên. Vậy anh muốn cả đời này em không lấy chồng được sao? Không lấy chồng vẫn tốt hơn là lấy nhầm chồng. Được rồi, hôm nay em không phải đến đây để bàn chuyện lấy chồng hay không lấy chồng. Con ma xui xẻo kia có thấy đói không? Em mời anh đi ăn cơm. Đi thôi, mời chú ma xui xẻo đi ăn cơm nào. Ngon không? Nếu ngon thì lát nữa bọn mình gọi tiếp. Dặn gia đã tỉnh lại chưa vậy? Cô ấy không sao. May mà cô ấy không sao. Anh nói xem, cái cô Diệp Phi Phi này sao lại lừa được chúng ta lâu tới như vậy? Em hoàn toàn không thể ngờ rằng cô ta lại là Barbarazzi. Em thật không biết là phải khen cô ta quá yêu nghề hay là trách cô ta quá đáng sợ đây. Chẳng phải ai đó là bạn trai của cô ta đó sao? Sao đến cả chuyện này cũng không nhận ra vậy? Chắc không phải anh sớm đã biết như là giúp cô ta che giấu đó chứ? Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt. Em chăm chọc anh vài câu thì đã đành. Còn muốn xúc phạm nhân phẩm của anh nữa sao? Anh cũng có nhân phẩm à? Được rồi, không nói nữa. Không nói nữa, thật đúng là vừa gặp đã cãi nhau. Vậy hai người chia tay nhau rồi, phải không? Nhanh như vậy sao? Ai đã đá ai trước vậy? Em hỏi nhiều như vậy để làm gì? Em sao? Em chỉ muốn chọc tức anh một chút thôi. Bọn anh chưa từng ở bên nhau. Cô ấy cũng chưa từng thật lòng xem anh là bạn thân. Cô ấy tiếp cận anh chỉ vì muốn viết thêm nhiều tin đồn nhảm nhí mà thôi. Hài lòng rồi chứ? Vô cùng hài lòng. Anh nói xem, ngay cả kiểu con gái mà tính khí như con trai ấy cũng chẳng thèm để ý. Anh có biết là mình tệ hại đến mức nào không? Ánh mắt của em trông rất kỳ lạ. Sao vậy? Trong đôi mắt em lại thấy có mang vẻ lo âu. Có sao? Anh có ngốc không vậy? Em phát hiện ra là bọn mình không thể nói chuyện được với nhau. Một khi mà đã nói chuyện với nhau thì anh đều có thể phá hoại bầu không khí đang vui vẻ. Có phải hai đứa mình thực sự không thích hợp để ở bên nhau không? Gặp nhau liền cãi nhau. Có lẽ vậy.
Cho anh hỏi em một câu, nếu như lúc đầu em không hề lừa dối anh, em thực sự có thai, thì em vẫn tiếp tục sinh đứa bé ra chứ? Đương nhiên là không rồi. Em sợ anh nuôi không đuổi, hay là sợ anh không chịu nhận đứa bé? Nếu một người phụ nữ đã quyết định có con, cô ấy sẽ suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Thế giới này đều không đáng tin cậy chút nào. Cô ấy sẽ cố gắng tìm một cách để nuôi dưỡng đứa trẻ khùng lớn. Đã hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu. Đương nhiên anh không hiểu rồi, vì anh là đàn ông mà. Vậy em thì sao? Vì sao lại không muốn có con? Em ấy à, em không có dũng khí một thân một mình mang theo tiểu Hữu Hy, phải sống trong cô độc đến trọn đời. Những người trẻ tuổi đều không ai có đủ dũng khí để làm chuyện này. Như vậy thật không công bằng với đứa bé. Đúng vậy, không công bằng chút nào. Nhưng mà thanh xuân của đời người cũng chỉ có vài năm, nếu không đem ra đánh cược thì nữ quãng đời còn lại có thể chẳng còn chút hy vọng nào. Cho nên chỉ có một người phụ nữ vĩ đại mới có thể làm tất cả vì đứa con của mình. Anh hiểu chứ? Đã hiểu được một chút rồi. Biết rồi, cậu muốn tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi lập tức qua ngay. Ai vậy? Mọi lúc mọi nơi đều có người muốn tìm anh. Xem ra vẫn còn có giá thật. Hết cách rồi. Qua Hữu Huy anh vẫn còn sức hấp dẫn lớn lắm. Anh đem thói hư tật xấu của anh chỉ kể cho tôi nghe, sau đó làm ra vẻ bản thân hoàn hảo, ra đường danh giáo hống hách trước mặt mọi người. Thực sự mà nói, tôi rất đánh giá cao về cô. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại rất gan dạ. Nếu đã có thể ngồi trước mặt Ngô Vũ Định này dám che mắt thiên hạ, cô đúng là một nhân tài. Cảm ơn ông đã quá khen. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết, hôm nay tôi hẹn cô ra đây để bàn chuyện gì. Tôi mong là bắt đầu từ bây giờ cô có thể chấm dứt tất cả các cuộc điều tra về tôi. Đừng mang những chuyện riêng tư của tôi công khai trước báo chí. Đây là tờ ngân phiếu do cậu để trống. Chút thành ý của tôi mong cô nhận cho. Tôi xin cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà tôi là nhà báo chuyên nghiệp, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Tôi hiểu. Có điều tôi tin rằng mọi thứ đều có giá của nó. Chỉ cần đạt được thỏa thuận về mức giá đặt ra thì chẳng có phi vụ buôn bán nào mà không thành. Suốt cuộc cái đạo đức nghề nghiệp của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Vậy để cô tự mình quyết định vậy. Xin lỗi, tôi cho rằng đạo đức nghề nghiệp của mình là vô giá. Trên đời này không có cái gì là không được quy ra thành tiền hết. Tôi nghĩ chắc cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ về việc nên điền con số bao nhiêu vào đây. Đương nhiên có thể cô không đủ dũng khí để nhận lấy tờ ngân phiếu này. Vậy rất có thể nó sẽ thuộc về một người nào khác. Nói không chừng đó là ông chủ nhà xuất bản của cô cũng nên. Tôi cũng không biết. Vẫn còn thời gian, cứ từ từ mà suy nghĩ. Số của tờ ngân phiếu này sẽ thuộc về ai? Điều đó tùy thuộc vào cô. Xin cáo từ.
Đợi một chút, tôi muốn hỏi ông một câu. Ông không hề có một chút tình cảm nào với Hoa Hữu Hy sao? Dù sao tất cả chuyện liên quan tới tôi cô cũng đã điều tra tường tận hết rồi. Tôi cũng không việc gì phải giấu giếm cô. Tôi thừa nhận tôi có. Vậy nhưng cũng chính vì điều này nên tôi sẽ không cho mình thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Vì tôi sợ một khi đã dính vào chuyện tình cảm thì không thể khống chế được. Mẹ, đừng uống nữa. Hôm nay mẹ muốn uống rượu, uống đến không say không về. Vậy con cũng uống với mẹ. Con trai, các con đều đã trưởng thành, có lông có cánh hết rồi. Có thể cùng uống với mẹ hôm nay, chứ có uống được với mẹ cả đời không? Con là con trai của mẹ, đương nhiên là có thể rồi. Uống ít thôi. Con trai, hôm đó mẹ có nói mẹ không chấp nhận dạng gia là con dâu nhà này. Con đừng có để bụng chuyện đó. Con không có. Sau này chỉ cần tụi con vui vẻ, tụi con muốn làm gì, chỉ cần tụi con được hạnh phúc thì cứ việc đi mà làm. Từ nay mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Không can thiệp nữa. Mẹ, có thể người ta sẽ không chọn con, nhưng riêng con sẽ nhất định chọn mẹ. Mẹ vẫn luôn cho rằng những lời người đàn ông nói chỉ toàn là dối trá, nhưng riêng những gì con nói lúc nãy mẹ đều tin. Những gì con nói đều là thật. Vậy sao? Rượu ngon như vậy mà chỉ có hai chúng ta thưởng thức, thật quá lãng phí. Gọi mọi người qua uống cùng cho vui. Ứng Đông thì đang tăng ca, Vivi đang ở bệnh viện chăm sóc dạng da, mọi người đều rất bận rộn. Chỉ còn có tôi mà. Chỉ cần cậu cần tôi, lúc nào tôi cũng có mặt. Nào, tối hôm nay tôi sẽ làm thiên sứ. Cạn ly. Tại sao lúc nào trông cậu cũng vui vẻ hết vậy? Giống như trước giờ đều không có phiền muộn, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Sao vậy? Cậu có phiền muộn sao? Nào, mau nói cho thiên sứ biết phiền muộn của con là gì. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Tuy tôi đều muốn gì có đấy, nhưng mà tôi vẫn thấy rất đau khổ. Mặc dù ba rất thương tôi, nhưng mà những thứ ông ấy cho tôi đều không cần. Còn những thứ mà tôi cần, ông lấy lại không thể đáp ứng được. Vậy thứ cậu cần là gì? Tôi muốn sống cuộc sống tự do, tự tại. Có được tình yêu chẳng lo lắng gì, mãi mãi lãng mạn như thuở ban đầu. Đây đều là những thứ tiền không thể mua. Rồi cậu sẽ có những thứ đó thôi. Cho dù có thì đó cũng chỉ là tạm thời. Tôi rất sợ sẽ có một ngày ba không chịu chấp nhận Ứng Đông. Tôi cũng rất sợ một ngày nào đó Ứng Đông sẽ rời xa tôi. Thế giới của hai bọn họ chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó chính là thành công. Còn tôi là chỉ muốn lãng mạn. Tại sao suy nghĩ của con trai và con gái lại có thể khác biệt nhau lớn tới như vậy chứ? Cậu cũng là đàn ông, vậy cậu có biết tại sao không? Tôi cũng không biết. Có lẽ tôi mãi mãi cũng không phải kiểu đàn ông như vậy được. Nếu có một ngày cậu trở thành kiểu đàn ông đó thật, nhớ nói cho tôi biết. Được, nói lời, giữ lời. Tôi chẳng có anh chị em gì, cũng may là có được những người bạn tình như anh em, đặc biệt là cậu. Chắc có lẽ ông trời thấy tôi quá cô đơn nên rủ lòng thương phái cậu đến giải sầu cho tôi. Trong 18 môn võ nghệ loại nào tôi cũng tinh thông. Ngoài việc giúp cậu giải phiền muộn, tôi còn có thể thay cậu giải quyết mọi việc khó khăn. Tôi đây còn lợi hại hơn Doraemon gấp bội lần. Cậu chém gió sắp gây ra bão luôn rồi. Nói về độ gian xảo trên Hoa Sơn thì cậu xếp nhất.
Nếu tôi có đứa em như cậu thì tốt biết mấy. Nhưng mà tôi thì không cần một người anh như cậu đâu. Tại sao? Có anh thì cậu sẽ được chăm sóc chu đáo, không thích sao? Tôi không có cần anh hai đâu. Ba tôi suốt ngày cai quản tôi đã đủ phiền lắm rồi. Nếu lại xuất hiện thêm một người thích quản lý nữa, vậy chắc tôi sẽ không chịu nổi. Hơn nữa tôi không muốn san sẻ tình yêu của ba dành cho tôi với bất kỳ ai hết. Chỉ cần hai người thôi là đủ rồi. Yên tâm đi, những thứ là của cậu thì không ai lấy đi được. Cậu chính là nguồn sáng duy nhất trong lòng ba cậu. Cạn ly. Cạn ly. Em gái. Bao nhiêu độ? 37 độ, đâu có sốt. Đưa em xem. Đâu hết rồi. Mẹ, con ở đây. Đâu hết rồi. Mẹ à, con ở đây. Đi hết cả rồi. Ai đi? Cô Mộng, có phải cô gặp ác mộng đúng không? Cô vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài. Nếu phải chọn giữa một người mẹ nghèo khổ và một người cha giàu có, các con sẽ chọn ai? Đương nhiên là chọn người cha giàu có rồi. Mẹ à, cô Mộng. Tại anh hết, ai bảo anh chọn người cha giàu có chứ? Anh chỉ nói vậy thôi mà. Người cha giàu có thể chăm sóc cho người mẹ nghèo khổ cũng tốt lắm chứ. Em cũng chọn người cha giàu có đó thôi. Không thèm nói chuyện với anh, rõ ràng cũng chọn giống anh mà. Điện thoại. Đây, mẹ. Mẹ à, hi hi, con quyết định nhận lại ba của con rồi chứ. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ không trách con đâu. Nếu như đó là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như vậy. Mẹ hy vọng con có thể nhận được tình yêu thương của người cha mà lẽ ra con nên nhận. Mẹ à, mẹ đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Mẹ biết con rất nhớ ba con. Mẹ hiểu được hết. Ba con không phải là người tuyệt tình. Ông ấy nhất định sẽ giận con. Nhưng bà Hữu Hy à, mẹ chỉ sợ con sống mình đó. Sẽ chịu điều uất ức mà mẹ lại không ở cạnh con. Mẹ à, mẹ vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, con đi học thường xuyên bị người ta ức hiếp không? Bọn chúng chế nhạo con là người không có cha. Mỗi lần như vậy con đều đánh nhau với tụi nó. Cứ vài hôm là có người đến trước cửa nhà mình đòi mẹ tiền thuốc me, mẹ vẫn còn nhớ chứ? Đương nhiên là mẹ nhớ. Lúc con còn nhỏ, không ít lần gây rắc rối cho mẹ. Sau này lớn lên một chút, mọi người đều hỏi con vì sao lại không có ba. Con liền nói với bọn họ, bởi vì do mẹ cháu quá xinh đẹp, đẹp đến mức chả có người đàn ông nào xứng với mẹ cháu, cho nên cháu mới không có ba. Mọi người đều cười con, bảo vậy thì làm sao con sinh ra được. Con nói giống như mẹ cháu không muốn sinh con ra. Hôm đó đã có ý định đến bệnh viện phá bỏ cháu rồi. Kết quả vừa ra khỏi nhà thì thấy ông mặt trời ló dạng. Mẹ cháu cảm thấy cuộc sống trở nên có hy vọng, cho nên đặt tên cháu là Hữu Hy. Giờ con đã trưởng thành rồi, cho nên xin cô qua Mộng Quân, hãy nghe rõ ràng những gì con nói sau đây. Con trai của cô qua Hữu Hy mãi mãi không rời xa mẹ nửa bước. Nếu như bắt buộc phải tính bằng thời gian, con hy vọng chỉ là một vạn năm. Hữu Hy, con đang ở đâu vậy? Mẹ muốn gặp con. Cô đang ở đâu? Mẹ, con ở đây. Con đưa đi sao? Mẹ, từ sáng giờ Hữu Hy đã rất bận rộn, mua rất nhiều thức ăn ngon về để tổ chức cho mẹ một bữa tiệc. Đúng vậy, mới sáng sớm cậu ấy đã đòi chiếm cả nhà bếp. Một mình ở trong đó lại quay cả buổi sáng. Con cứ sợ cậu ấy thiêu rụi cả nhà bếp luôn ấy. Bọn con không ai nói cho mẹ biết. Con không đi cũng không nói mẹ biết một tiếng. Làm gì mà như sắp phải sinh ly tử biệt không bằng. Muốn mẹ tức chết sao?
Mùi gì vậy? Hình như là mùi thức ăn bị cháy. Món sao của tôi? Để con giúp cô ấy xem sao. Mẹ, có phải Hữu Hy của chúng ta đã trưởng thành rồi không? Chúng con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu. Chúng con muốn cả đời này được ở bên mẹ. Tụi con vẫn chưa bày tỏ hết lòng hiếu thảo với mẹ mà. Gia Gia, hôm nay cậu muốn ăn gì? Mình làm xong sẽ mang qua cho cậu ngay. Anh định nhất ứng độc ăn phách. Bọn họ ai cũng hỏi mình là cậu đã khỏe lại chưa. Cậu phải mau chóng khỏe lại đó. Phi Phi, sao cậu lại đến đây? Tôi đến để thăm cậu. Hoa đẹp quá, mau ngồi đi. Sao cậu lại rảnh rỗi tới thăm tôi vậy? Tôi cứ tưởng cậu đang bận viết mấy bài báo chứ. Cũng vì mấy bài báo đó mà tôi hại cậu thành ra như vậy. Chắc cậu hận tôi lắm đúng không? Nói thế nào đi nữa, cậu cũng đã đỡ thay tôi một viên đạn. Có thể ông trời cho cậu muốn cậu tiếp tục làm việc, cho nên mới để tôi thay cậu nằm ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Suy nghĩ như vậy cậu không thấy khó chịu sao? Hơn nữa công việc mà cậu đang làm tuy là chỉ đi điều tra, nhưng thực ra là có thể giúp được Ứng Đông sớm trở lại như ngày xưa. Chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy tôi chịu chút đau đớn cũng có đáng là gì. Cậu quá tốt bụng rồi. Người tốt thường bị người khác ức hiếp. Cậu đừng nên quá tốt bụng như vậy. Nếu không một ngày nào đó bị người ta lừa mà không hay biết, ai dám lừa được tôi chứ? Cậu sao? Làm sao cậu biết tôi sẽ không lừa cậu? Cho dù cậu có lừa dối tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn này, làm sao tôi lại có được chiến lợi phẩm ngoài dự tính chứ? Chiến lợi phẩm ư? Là cậu đã giúp tôi hiểu ra một đạo lý. Thì ra không phải là tình yêu xuất hiện, chúng ta sẽ đánh mất đi tình bạn. Nhưng hình như cậu cảm ơn nhầm người rồi. Tình bạn của các cậu chẳng liên quan gì đến tôi. Điều gì là có liên quan rồi. Thì ra khoảng thời gian trước đây, giữa bọn tôi có một số cảm giác không thể nói ra thành lời. Có những vấn đề không dám chạm mặt nhau. Có những cảm nhận không dám nói thẳng ra. Tôi không biết tình bạn giữa tôi với Vivi sẽ thành ra như thế nào nữa. Cũng không biết giữa tôi với Ứng Đông vẫn có thể tiếp tục làm bạn hay không. Tôi đã thực sự rất lo lắng. Tôi lo rằng tất cả chúng ta sẽ vì tình yêu mà đánh mất đi tình bạn. Nhưng mà cũng nhờ có cậu, tôi mới hiểu ra rằng những điều tôi lo sợ là không cần thiết. Tình bạn của tất cả mọi người dành cho nhau vẫn còn ở đó. Hơn nữa nó sẽ mãi mãi còn đó. Cho nên cuộc điều tra lần này của cậu không hề chia sẻ tình cảm của bọn tôi, ngược lại còn khiến bọn tôi càng gắn bó thân thiết hơn. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi không làm phiền cậu nữa. Nè, thực ra Hữu Hy rất tốt. Con người cậu ấy tuy nhìn bề ngoài lắm mồm nhiều chuyện, tính tình hay thay đổi thất thường, nhưng mà trái tim cậu ấy thực sự rất lương thiện. Cho cậu ấy một cơ hội đi. Khiến cậu ta chịu chết trong tay cậu, bọn tôi xem sẽ rất sảng khoái. Cậu ấy cùng sông ngư, cậu cùng thiên yết. Các cậu là một đôi trời sinh đó. Cậu mà thu phục được cậu ấy, hội của chúng ta sẽ bước đi một người độc thân vui vẻ. Hú lửa này tôi vẫn nên nhường người khác đi thôi. Người đẹp nhớ anh đương nhiên là có thời gian rồi. Địa điểm cũ. Được, lát nữa gặp. Bye bye. Phải qua Hữu Hy không? Đúng vậy. Dám động vào đại ca của bọn tao, phải dạy dỗ mày mới được. Đại ca của mấy người là ai? Đại ca bọn tao là Đào Đậu. Đào Đậu nào?
Cấm chị, mau đuổi theo. Alo, tổng biên tập tìm tôi. Phi Phi, có mua tuần săn đối thủ ra hôm nay không? Mau tìm xem đi, có chuyện lớn rồi. Sao vậy? Không phải bọn họ cũng điều tra đời tư của Ngô Đình Vũ đó chứ? Không phải là đào đầu của cô đó. Anh ta không phải là của tôi, tổng biên tập. Cho dù cô có mối quan hệ gì, bây giờ cô hãy đi tuần săn đối thủ đi. Bọn họ đem chuyện đào đầu bị đánh ra làm trang bìa. Giờ bán chạy lắm. Bên chỗ cô suốt cuộc là điều tra thế nào rồi? Xin cô hãy mau đem thành quả về đi. Nếu không chúng ta làm sao đấu với bọn họ? Chúng ta đã 3 kỳ không có tin tức gì nóng hổi rồi. Tôi đang đợi cô đó. Tôi cái gì mà tôi? Có phải có vấn đề gì không? Tôi chu cấp cho cô nhiều như vậy, cô đừng có dọa tôi. Còn nữa, vị trí chủ biên này cô không muốn ngồi nữa phải không? Cô đừng cho rằng đào đậu xảy ra chuyện là cô 10% chắc chín. Tôi cho cô biết, rất nhiều người nhâm nha vị trí chủ biên này. Tôi biết rồi. Tôi sửa lại bản thảo một chút. Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Là cô nói đó, cô nhất định phải làm được. Ông chủ cho một tờ tuần săn đối thủ. Cảm ơn. Cô đến muộn rồi, bán hết rồi. Đúng vậy. Tâm tư mấy người bây giờ thật kỳ quái. Thứ gì càng dơ bẩn lại càng thích. Mấy phóng viên này cũng thật là 360 ngày có gì không tốt, lại phải đem đời tư người ta ra kiếm cơm. Này, tiền bên này sao? Tôi có đây, tặng cậu. Sao cậu cũng mua cái này? Nói thế nào thì tôi cũng là người buôn chuyện có tiếng. Tôi không chuyên nghiệp bằng các cậu, nhưng mà tin tức cần phải không ngừng cập nhật. Loại tạp chí này đương nhiên tôi không thể bỏ qua. Cảm ơn. Mặt cậu bị sao vậy? Cậu không phải do đào động của cậu sao? Không phải đã bắt cậu đừng động vào anh ta sao? Không sao đâu, cậu vui là được rồi. Đúng rồi, mua cho cậu cà phê và sandwich này. Này, ăn một chút đi. Người là sắt, cơm là thép. Cậu không đói sao? Tôi không đói, tôi đang giảm béo. Sợ tôi bỏ thuốc mê rồi lấy USB của cậu đi, đập vỡ máy tính của cậu, khiến cậu vĩnh viễn không phát tán được tin tức này. Yên tâm đi, không có đâu. Yên tâm. Thực ra nói ra thì tôi nên cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, cả đời này tôi cũng không biết ba tôi là ai. Tôi cũng muốn thay mặt mẹ tôi cảm ơn cậu. Vì nhờ cậu tôi mới tháo gỡ được khúc mắc trong lòng mẹ. Mẹ tôi sẽ không còn lo tôi sẽ rời xa bà ấy. Viên đạn bọc đường không có tác dụng với tôi đâu. Tôi có thể nhận đường viên đạn thì trả lại cho cậu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi biết tôi không mua chuộc được. Quái nhân mềm rắn đều không ăn thua như cậu. Cậu mới là quái nhân. Cậu vẫn không thừa nhận. Cậu không bị mềm lòng. Mẹ tôi đã từng cầu xin cậu cũng vô ích. Cậu cũng không sợ rắn mặt. Đứng trước bạo lực cậu cũng không thỏa hiệp. Còn nữa, Ngô Đình Vũ nhất định đã lấy tiền mua chuộc cậu. Kết quả cậu không thích tiền. Nếu không cậu cũng không ngồi ở đây. Vì vậy dựa theo những điều trên, cậu chính là quái nhân, không thích gì, cũng không nhận gì. Được rồi, vậy hôm nay cậu đến tìm quái nhân như tôi để làm gì? Tôi biết, dựa vào mối giao tình giữa hai chúng ta, tôi không có tư cách bảo cậu đừng đăng tin này. Nhưng mà theo nguyên tắc chịu trách nhiệm, tôi muốn ghi lại bản thân chân thực nhất cho cậu. Trong đó có lời tôi thật sự muốn nói với Ngô Đình Vũ. Vì vậy không cần phải lôi mấy cái clip giả chấp chấp giá giá trước đây của cậu ra nữa, mất mặt lắm. Qua Hữu Hy, tôi thật sự yêu cậu đến chết mất.
Cái này có thể coi là tỏ tình không? Tùy cậu, tôi không quan tâm. Làm thôi. Tôi là Hoa Hữu Hy. Từ nhỏ chỉ có mẹ, không có ba. Vì vậy lúc nhỏ tôi vẫn luôn tưởng tượng ba tôi là người như thế nào. Nếu ba tôi là một đại gia giàu sự, vậy thì cuộc đời của tôi phát đạt rồi. Thật không ngờ ông trời lại rất chiếu cố tôi. Ba tôi là một người rất rất có tiền. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đối với tôi mà nói đều không quan trọng. Người ba này hơn 20 năm nay đều không hề nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi vẫn mạnh khỏe, vui vẻ trưởng thành cho tới bây giờ. Vì vậy hơn 20 năm nay, trong cuộc đời tôi chưa từng xuất hiện ông ấy. Bây giờ cũng vậy. Mẹ chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim của tôi. Không ai có thể thay thế được mẹ. Đương nhiên rồi, tôi cũng rất muốn có một người cha có tiền, nhưng mẹ tôi còn cần một người chồng yêu thương bà ấy hơn. Chú Ngô, nếu chú xem được đoạn ghi hình này, cháu muốn cho chú biết là chỉ khi mẹ cháu muốn chấp nhận chú, cháu mới có thể chấp nhận chú. Chú cũng đừng quá hiếu kỳ về cháu, vì cháu không giống chú một chút nào. Nếu chú cảm thấy hổ thẹn với cháu, vậy thì không cần thiết. Chú chỉ cần đem những gì nợ mẹ cháu trả hết cho mẹ cháu là được. Cháu không muốn công khai mối quan hệ của hai chúng ta. Với An Phách cháu cũng không nói một lời nào. Bây giờ chắc là chú cảm thấy cháu rất ngốc, rất là ấu trĩ, không biết nắm bắt cơ hội. Nhưng mà không sao, cháu không bận tâm. Cả đời cháu đều sống trong hiểu lầm. Ta cũng luôn sống trong hiểu lầm. Ông Ngô chào ông, tuy rằng trả lại tấm séc cho ông, nhưng bài báo này tôi đã quyết định sẽ không đăng nó nữa. Cho dù thế nào, ông cũng là nhân vật chính số đầu tiên của nó. Tôi vẫn gửi tới để ông trở thành độc giả đầu tiên và duy nhất của nó. Có lẽ ông sẽ tò mò điều gì đã thay đổi suy nghĩ trong tôi. Đáp án ở ngay trên tay ông. Vì đoạn clip này, bài báo này đã mất đi giá trị tin tức của nó rồi. Nhưng tôi tin đối với ông đó là vật vô giá. Kính thưa Diệp Phi Phi, bài báo đó đâu? Báo gì? Chính là bài báo mà tôi là nhân vật nam chính đó. Không phải cậu viết chán quá nên bị xử đẹp rồi chứ? Cậu tự sướng thái quá rồi, làm gì có tin gì đáng giá. Nhưng đó là tin độc quyền của cậu mà. Có những tin tức không thể độc quyền, chỉ có thể độc hưởng. Làm gì vậy? Bỏ tôi xuống đi. Dì Phi Phi, tôi yêu cậu. Tỏ tình sao? Cứ coi là vậy đi, tôi không bận tâm. Tôi thì có. Cậu có dự định gì? Không biết. Giấc mơ của cậu thì sao? Không phải cậu muốn làm đàn chị của giới phóng viên ngành giải trí sao? Lẽ nào tôi không phải? Thực sự phải đi à? Tôi không đủ trình làm loạn cùng đám trẻ con các cậu. Sau này không thể gặp lại sao? Đành xem duyên số. Vậy được. Vậy trước khi cậu đi, tôi tặng cậu một món quà vô cùng đẹp đẽ. Nụ hôn của cậu là thứ không cảm xúc mà tôi từng thấy. Cậu là người không biết khen thưởng tôi nhất mà tôi từng thấy. Cậu là tên biến thái nhất tôi từng thấy. Cậu là người không nữ tính nhất mà tôi từng thấy. Cũng là người khó quên nhất.
Con không sao chứ? Con như vậy bà bị tê chân, mẹ sẽ không gì con xuống nhà đâu đó. Mẹ à, bây giờ con cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có một người mẹ tốt, một ông anh tốt, một gia đình vui vẻ đầm ấm. Tuy nhà chúng ta bây giờ không có nhiều tiền, nhưng mà chúng ta có rất nhiều niềm vui. Những thứ này có tiền cũng không mua được. Con trai à, hôm nay con bị làm sao vậy? Bà nói chuyện không đầu không đuôi. Mẹ hãy nhìn đi, mẹ cười thật ngọt ngào. Mẹ đừng để con và anh làm vướng bận. Mẹ hãy yêu đi. Con quyết định đăng bức hình của mẹ lên mạng tìm kiếm bạn đời. Đến lúc đó nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Cả nhà chúng ta sẽ giật kính. Mẹ cảnh cáo con đó, con đừng đem hình mẹ lên đăng cái gì mà mạng tìm kiếm bạn đời gì hết. Mẹ con không tới với mấy người đó đâu. Nhưng mà dán dấp cho khuôn mặt của mẹ, nếu không được thừa nhận thì lãng phí quá. Mẹ hãy yêu đi. Không, con đảm bảo nếu mẹ tìm được bạn trai, con tuyệt đối sẽ không ganh tị, nhất định sẽ ủng hộ 100%. Sao lại quan tâm mẹ đến như vậy? Bây giờ mẹ có con, có anh con đã hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta có bệnh đâu, sao phải tìm một ông lão về chăm nâng ông ta lúc cuối đời? Vậy chúng ta tìm người trẻ. Bây giờ toàn cầu được thịnh hành mối tình chị em đó mẹ à. Tìm người trẻ tuổi. Sau khi chúng ta bồi dưỡng xong, sẽ chấp tay dâng anh ta cho một người phụ nữ khác. Mẹ, là như vậy. Có rất nhiều chuyện mẹ không muốn nó xảy ra, nhưng nó lại cứ xảy ra. Bởi vì tình yêu là tự do. Điều mẹ con quan tâm nhất là chuyện giữa con và Mai Bảo, và mối quan hệ với anh con và Giảng Gia và Vivi. Những chuyện khác thì không quan trọng. Con trai à, gia đình ta đã hạnh phúc lắm rồi, con đừng có gây rắc rối nữa được không? Mau dậy đi. Dậy, mau lên đi. Bên phía tập đoàn Ứng Thị, chắc mọi thứ đã trở lại quỹ đạo rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy chắc tổn thất không ít, nhưng việc kinh doanh coi như đã dần vào quỹ đạo. Cậu đúng là không tồi, cũng coi như vượt qua được cửa ải. Qua hơn một tháng nữa, An Phát và tôi cũng sắp tốt nghiệp. Tôi đã sắp xếp cho nó đến đảm nhiệm công việc trong tập đoàn khách sạn của tôi. Tuy nói nó rất muốn ra ngoài lang bạt tích lũy kinh nghiệm, nhưng mà cậu cũng biết xã hội bên ngoài bây giờ rất khốc liệt, vừa thực tế vừa phức tạp. Tôi không muốn nó phải lăn lộn ở công ty khác. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi. An Phát thật sự rất may mắn khi có một người cha tốt như chú. Có điều An Phát vẫn còn quá trẻ, hơn nữa trước đây lại không có kinh nghiệm làm việc. Tôi lo lắng nó cao ngạo quá, cuối cùng lại nói như sòng leo, làm như mèo mửa. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể đến công ty giúp đỡ cho nó. Bởi vì nó không chịu nghe lời của tất cả mọi người, bao gồm cả người làm cha như tôi, cũng chỉ có lời nói của cậu nó mới có thể tiếp thu. Cảm ơn chú Ngô đã mời cháu gia nhập công ty. Như vậy có nghĩa là chú đã tin tưởng cháu. Cháu rất cảm kích. Có điều cháu không thể lập tức đồng ý với chú. Chuyện này xưa nay chưa từng có ai có thể từ chối thỉnh cầu của Ngô Đình Vũ tôi. Cậu nói xem tại sao không đồng ý. Cháu thừa nhận cháu muốn có thành tích trong sự nghiệp. Tập đoàn Ngô Thị là một nền tảng vô cùng vững chắc. Nhưng cháu dù sao cũng là người ngoài, có thể bước vào công ty là vì An Phách. Nếu có một ngày An Phách có thể tự đứng vững, vậy cháu nhất định sẽ bị gạt ra ngoài. Nhưng điều đó cháu hy vọng là cho dù không có An Phách, chú cũng sẽ nhiệt tình mời cháu hợp tác như vậy. Bởi vì cháu là nhân tài mà chú cần. Xem ra cậu là người rất thấu đáo. Được, hãy nói xem cậu muốn một vị trí như thế nào. Một vị trí không phải là người ngoài. Cậu muốn vị trí phó chủ tịch hành chính. Vị trí này tôi sẽ giữ lại cho con rể tương lai của tôi. Chú Ngô, cháu đối với An Phách là thật lòng. Đối diện với một vương quốc khách sạn to lớn như vậy của tôi, không ai dám không thật lòng với An Phách đâu. Được,
Cậu muốn ngồi vào vị trí đó thì cũng được. Có điều trước tiên cậu phải qua được bài kiểm tra của tôi. Kiểm tra. Có một vụ làm ăn tôi vẫn luôn vắt óc, suy nghĩ cũng không tìm được manh mối. Đó là nhãn hiệu thực phẩm đa quốc gia do một người trẻ tuổi thành lập, gọi là Ova, cậu đã từng nghe thấy chưa? Đương nhiên, đây là một nhà hàng Tây do người châu Á thành lập, rất được ưa chuộng ở nước ngoài. Là 20 nhãn hiệu thực phẩm lớn. Đúng vậy. Nếu cậu có thể có được dự án này, thì vị trí mà cậu muốn sẽ có thể thuộc về cậu.